gia đình chủ bò luôn à. Ủa sao cái giỏng này chụp đây đâu? Ủa sáng giờ là xay cây bắp á hả? Ủa là cây bắp này mình ủ ủ với bò luôn hả anh Thân? Ủa lên lên men á ha. Cái này là mặt mặt đường hả? Mặt đường với cám bắp. Rồi mình xay mình bỏ vô đây mình ủ. Rồi ủ bao nhiêu ngày thì nó 21 ngày là ăn được, nhưng mà đợi mình dự trữ đó 6 tháng cũng được. À. Nó 21 ngày ăn được cho mà. Ủa rồi chờ ấy giờ là mình có đem cái này đi vô ủ lại hả? Không, em khí rồi. Mình may ba thiệt kín rồi, bắt đầu mình cột lại cho nó. À. Cái thiệt kín rồi bắt đầu mình ủ. Tại vì cái bắp nó nhiều quá mình ăn không hết được. À, mình ủ ha. Ôi say quá trời luôn, ủ thâu chứ tụi đây đến trưa luôn ha. Chua. À. Này vô đạp cho nó cứng luôn á. Rồi rứ một lớp vậy hả? Mình rứ cho nó ướt thôi, để cho nó không ướt lắm rồi. Vừa thôi chứ ướt quá nó nũng. Mùi gì mà nghe mùi thơm mà ha. 6 tháng sau rồi chứ thơm quá, ăn bò nó ăn gì nấu luôn, nó ghiền luôn chứ. 21 ngày là ăn được. 21 ngày mình dự trữ là có thể là 6 tháng cũng được. Nửa năm là 6 tháng. Cây bắp, trong cây bắp là nó có cái trái bắp non của người ta để lại nè. À. Non là cứ nửa một cây là có hai trái, mà người ta bẻ cái đó cấp lớn rồi. Thì lớn rồi chứ nhỏ ta ấy thì mình tận dụng hơn. À, cái này là bắp bắp nếp á, bắp ăn á. Ừ. Cho nó cái thân bắp nó vẫn còn dinh dưỡng cao. Thì giờ mình ủ lại nữa là nó tích nước lên men bỏ cho nó hiền lắm. Nó mập. Tại vì địa phương mình nó cây bắp đây có người mùa đây người ta cho. Cái này là cho chứ mình đâu có mua đâu không? Cái của thằng đây thì mình mua chứ mà có cái này mình mua chắc cũng giá cũng rẻ chứ đâu có không? Tại vì cái mùa đây thì rẻ. Ý là nó bán xào hả? Hay là bán xào. Năm sao xào. 500 ngàn. Ờ rẻ quá mà, 100 ngàn sao thì rẻ. Thì bò chẳng thúi. Đây ủ được một bao nè. Một bao lớn. Bao này hơi tấn ha, diện tích nó ngang chắc khoảng mét 2. Khoảng mét 2. Cao 1 mét. Thì khoảng khối 2 á. Cỡ đó, cỡ khối 2. Cái này thức ăn ở đây nhiều quá, bây giờ phải mình trữ. Mình giống như mình muối lại, mình trữ lại. Đây bò thì sáng thì nó nằm rồi. Đây cái máy này là máy xay nè. Máy tự làm ha. Cái máy kia là nhớ đợt trước là nó bị mục phải không? Mình mục rồi anh mới chế lại cái này nè. Cái này là bằng gỗ hết. Đi xíu nó có bánh xe đẩy nữa. Xe đẩy nó đi nè. Đó. Đó mình cắt hồi sáng nha. Cái này cắt mấy tiếng vậy? Dạ tầm khoảng 2 tiếng. 2 tiếng được một đống vậy luôn hả? Bò thì sáng nằm hết rồi, giờ là ủ thức ăn cho bò thôi. Này là cái gì? Cái tô không? Cái này là kêu cây cầu cỏ.
Cây cầu cỡ là mình dễ cỡ là mình cào, rồi bây giờ mình lấy mình tận dụng nó mình cào cái gì cũng được. Sao cây này nè, nó cây... có mấy cái răng nè. Sao cây này giống như trang cây của Bát Giới vậy? Thì Bát Giới xài cây cầu cỡ đó nè. Em mà Bát Giới đánh cầu một phải lợi dụng này cào cỏ đâu. Đó, mình phải cào cỏ vậy nè. Đó. Đây còn trái bắp không? Đây trái bắp người ta hái nó còn dư lại, ta hái trái lớn thôi, còn cái này, cái này trong đây nó sữa không? Nên là mấy những cái này là chất dinh dưỡng rất là nhiều cho bò. Đây cái bắp cũng vậy nè, đây nè. Mấy cái cùi bắp non nè, mấy cái bắp non nè, rất là nhiều dinh dưỡng. Ủ thêm mặt đường nữa. Cái này bể hả, bỏ hả? Ờ, bữa nay đại gia đình là làm một trang trại làm rõ bao nữa. Không có cỏ hả? Chậm. Lại thấy mướn mai công chất tơ giờ nó chảy nhẵn quá. Mình dậy sao? Là sao? Cái bao này mình tự may tay hay là may máy? Tin mạng nó có bán nhưng mà mình may máy hả? Gấp quá mua không được, mình mua bao thì vừa đặt thì may máy. Nhưng người ta thì có bao ni lông. Có ni lông em thấy á. Các bạn nó có bán 100.000 cái á. Bán bao cái chùa hả? Chùa. Cái dĩa chặt chặt là ngon. Nhà mới đóng một cái máy ấp trứng tự động là đó đó. Đó đó hả? Đây đó. Gà đế bao nhiêu là nó vô nó ấp một con. Lát một con. Cái bài trước kia có cái chuồng là mình quay màn lên á. Ủa quay cái màn vậy rồi nó dính cái tôn sao? Đâu có, dưới cái tôn chứ. Nằm dưới cái tôn lại hả? Dưới tôn lại. Có cái cục quay đó, thiết kế trong đó rồi đó. Ờ biết rồi, sáng hôm qua thấy cục quay rồi. Nhưng mà chưa có rảnh nó làm thiết kế, sau này quay một phát là nó chạy lên, bao nó chạy lên hết luôn á. Ở đây mà cũng còn mũi nhiều dữ vậy hả? Mũi nhiều đó. Chắc mà điều cái mình làm tay thì nó mệt. Phân rồi nó dính nó dơi, mình thiết kế cái đó thì nó tiện. Mình quay lên là mình lên, thả xuống là nó tụt xuống lại. Nếu mới có cái suy nghĩ ra mà biết làm được hay không chưa biết. Đấy là sợ sáng mà nó bò nó thải phân nhiều quá cái nó dính. Không. Cái là sáng mình bạc nó ra tới ở đây luôn mà. Không dính gì. Không, cái đó là phải xây cái bờ tường lên chút. Cái đó xây được. Xây bờ tường lên chút rồi còn dưới là cho cái lỗ phân thoát. Ủa mà nó nãy không ta? Hả? Ý là nếu mà làm mùng thì nó sẽ không có ướt. Cái nền nó hạn chế ướt thì nó cái mùng nó mới ấy được. Giống như dưới miền Tây vậy. Giống như miền Tây đó, hầu như là nó làm cái rãnh nó thả ấy xuống rồi xé hốt. Thả hết xung quanh luôn mà. Thì đây cũng vậy, xung quanh. Nói chung canh ngày là bò cũng ở mùng luôn á. Ngày thì mình, lúc nào mình ấy là mình kéo lên đỡ mình chứ đánh nó vô con bò nó tốt. Chứ mình nhốt hết mùng mà xung quanh ngày thì không có ánh nắng. Giờ mới lấy xuống. Trời ơi, mặt. Được, sáng là phải ăn phở rồi chứ thấy ăn mì tôm rồi tôi ăn bánh mì sao đạp nổi này. Làm không cứ chi rồi này thôi chứ nó cái con mướn đạp nó hư giờ đạp quá. Nhảy quá. Ít nữa. Nhiều quá hả? Ý là nhiều quá thì nó nũng. Ủa nũng thì vừa thôi. Nó vừa đủ thôi chứ nó nhiều quá nó giống như nó úng á hả? Úng vừa thôi rồi để đó lại trừ lại cho ai cho tạc hết chứ vừa la. Nuôi trên rẫy hả? Nói chung là hồi đó ông cũng không có ý định nuôi đâu. Không là nuôi được lứa rồi á. Không. Bán hiệu quả.
nếu mà nó ra mà nó ngon lành nó thơm lắm, như bóc cái nấm cỏ lên nó và đúng rồi nó vàng ha, nó thơm ha. Cái này là làm lần đầu tiên hay là làm mấy lần rồi? Một lần trước kia là làm cái bao bao phân á, mình vô bao mình không có ém chặt được, nó vẫn hở, nó nhỏ quá, cho nên nó bị thất bại là ở phần trên thì nó hơi đen, còn dưới thì vàng ăn dưới vàng thì thơm hơn. Bây giờ cái bao này là to nước độ không có thấm vô được, không thấm được bao giờ hậu đó nó thấm mang kiếm được không? Ở các càng đại lớn thì người ta làm cái hố thì sau bắt đầu ta tải cái bạc cho đó nó đổ được, ta phủ lên luôn, ta phủ lên luôn, ta phun nước, phun nước bọt như này, phun hết bắt đầu ta trộn, ta lấy máy ta trộn xong bắt đầu tu cào ta đo dọc xuống đó, ta lấy xe ta dê ta đè lên luôn, xong ta lấy cái bạc ủ lại cho nó chặt ha, chặt. Còn mình làm như mình ăn được bao nhiêu? Chẳng như mình cái mô hình nhỏ thì mình phải làm được. Cái này làm này chắc ăn được 2 tuần nhiêu ha? Này không? Nếu mà lượng bò số lượng bò ăn chắc một bao để ăn được 5 ngày. 5 ngày là ăn buổi sáng, buổi chiều mình cho ăn cơ tươi. Trong một ngày mình cho ăn lượng đây 50-50. Hay là 30-70 cũng được, nếu cỏ tươi nhiều. Còn nếu mà mùa nào mà cỏ nó dư, nó thừa cỏ hay già cỏ, mình xây mình lỡ dành cũng được. Cỏ nó dư bắt đầu già quá mình phải cho người ta ăn. Còn bây giờ là mình có thể mình ủ được, mình làm luôn. Làm luôn, không có cho. Mình tận dụng được những mùa lúc thiếu lúc dư. Mời. Cái cây bắp này là chở một xe máy cày luôn sao chứ thấy gọn gàng. Một xe máy cày ha. Bắp rất là nhiều thôi. Nè. Trong cây bắp này còn trái non nhiều lắm. Còn mỗi cây là một trái non. Đây nè, trái non đó nè. Đây nè. Nên là trong cái bắp này chắc dinh dưỡng cái trái bắp này nè. Trái này nè. Đó, đây trái nè. Trái nè.